đây thân ngoài cả nhà nha, gặp với nó là cả nhà tôm ú ụ luôn nè. Đây thân chấm vô muối ớt nha cả nhà, mời cả nhà. Nó béo, cả nhà xem nè, cái gạch của nó đỏ tươi béo dữ lắm cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn nha. Xuất sắc cả nhà ơi. Hello, chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Ngày hôm nay mua được món tôm càng này cả nhà, thì Hân sẽ nướng bằng cái nồi chiên không dầu nha cả nhà. Tại bây giờ trời mưa nhóm bếp củi khó lắm, cho nên là Hân sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ cho hết toàn bộ cái tôm này vào cái nồi chiên không dầu nha, rồi mình nướng. Mình không cần ướp gì hết cả nhà, khi mà mình nướng xong đó cái mình đem ra mình lột cái mình chấm muối ớt chanh đó, ăn nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Cái nồi chiên không dầu của Hân thì nó hơi nhỏ chút xíu cả nhà ơi, có gì mình chất lên trên luôn, mình chở ha. Nặng ký cũng phải tầm mười mấy con cả nhà, tại vì con tôm bự không à. Đây, mình chất hết vô cái nồi chiên không dầu nha. Đây cả nhà nhìn nè, đó, chất đầy vô hết rồi ha. Thì bây giờ Hân sẽ cho nó vô cái nồi chiên không dầu nha cả nhà. Đây, đóng nắp lại nè cả nhà. Ở đây mình có bấm vô cái menu ha, để mình chọn. Đây cả nhà, ở đây là có tôm nướng nè cả nhà. Hân sẽ thử chế độ này xem sao nha cả nhà. Mà Hân nghĩ cái tôm này chắc Hân nướng, Hân tăng nhiệt độ đi, Hân sẽ cho nó 200 độ nha cả nhà. Hân sẽ nướng trong vòng khoảng tầm 15 phút. Thì nướng khoảng được 7 phút thì Hân sẽ chở nha. Bây giờ thôi mình nướng nha cả nhà. Nhà ơi, mình nướng được nửa thời gian cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngừng máy lại, mình kéo nó ra xem coi con tôm ở bên trong nó là thế nào cả nhà. Wow, cả nhà ơi nhìn nè, nó đỏ tươi hết trơn rồi cả nhà ơi. Tại vì cái nồi chiên không dầu của Hân á là nướng luôn lửa trên lửa dưới cả nhà, cho nên nhìn nè con tôm đỏ ao ha. Vậy là mình nướng tầm khoảng 15 phút là tôm mình chín luôn cả nhà. Nướng khô quá thì nó không ngon nha. Bây giờ Hân đậy nắp lại, Hân nướng tiếp nha cả nhà. Rồi, chờ Hân nó chín thì Hân sẽ đem ra ăn nha cả nhà. Trong khi mình chờ cái tôm mình chín thì mình sẽ đâm muối ớt nha cả nhà. Mình sẽ cho ớt nè, bột ngọt với lại muối vào đây mình đâm nha cả nhà. Đây nhà ơi, muối ớt của mình nó đã đâm xong rồi cả nhà. Nhìn cái màu đỏ ao ngon quá nè. Khi mà mình ăn mình sẽ nặng vô đây chút nước chanh nữa là ngon nha cả nhà. Cả nhà ơi, Hân nướng xong được 15 phút rồi nè cả nhà. Thì giờ Hân sẽ mở nó ra nha cả nhà. Wow, cả nhà xem nè, tôm chín cái màu đỏ ao ngon quá cả nhà ơi. Bây giờ Hân sẽ bày ra dĩa và mình cùng thưởng thức cho cả nhà. Tôm càng của Hân đã nướng xong rồi cả nhà. Hân nướng bằng cái nồi chiên không dầu á, cho nên là con tôm nó đỏ ao luôn, nó không bị khét cả nhà. Tại vì bây giờ là ở ngoài trời đang mưa bão mà, cho nên là Hân không có nhóm lửa được để nướng bằng than cả nhà, cho nên là Hân nướng bằng cái nồi chiên không dầu. Nhìn nó cũng hấp dẫn lắm cả nhà ơi, thơm phức luôn cả nhà. Không có gì bằng món nướng hết trơn cả nhà, mà nhất là tôm nướng nữa. Thì hôm nay Hân sẽ ăn tôm nướng mọi chấm với lại muối ớt thì cả nhà xem nè. Rồi hơi nhìn cái màu muối ớt nó đỏ ao luôn cả nhà ơi. Thì bây giờ Hân mời cả nhà cùng ăn với Hân nha cả nhà. Đây cả nhà xem con tôm nè, con tôm mập ú luôn cả nhà. Đây là con tôm càng xanh nha cả nhà, tôm sông á cả nhà ơi, cái càng nó bự vậy nè. Ra con tôm này cả nhà, cái mình nó bự vậy thôi nhưng mà cái thịt của nó thì nó ít hơn nha. Wow, đây Hân mời cả nhà nha, lột ra là cả nhà ơi. Nếu mình thích ăn đầu thì mình giữ đầu lại, mình không thích ăn đầu thì mình mở ra nha cả nhà. Thì Hân sẽ lột nha. Rồi, đây Hân mời cả nhà một con tôm nha, chấm vô muối ớt này cả nhà ơi, chấm ngập vô nha. Ăn thịt nó ngọt cả nhà ơi. Con tôm này thì vỏ hơi dày nhưng mà thịt ngọt nha cả nhà. Đây mình ăn không thử xem sao. Thịt rất là dẻ cả nhà, thịt dẻ lắm nha mà nó ngọt luôn cả nhà. Cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cùng Hân nha cả nhà, nguyên một mâm lận cả nhà.
con nào cũng ngon hết trơn cả nhà ơi. Đây con này nè, Hân ăn hết con cả nhà. Giờ Hân mời cả nhà thêm con nữa nha. Lột ra nè cả nhà. Quả wow, con này nó có gạch luôn, gạch đỏ tươi luôn cả nhà. Hân có đồ đựng rác ở dưới này, Hân sẽ lột. Lột bớt cái chân. Đây. Nhìn ngon ghê cả nhà ơi. Rồi sẽ kéo cái đầu nó ra trước nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nè, gạch đỏ ao nha. Hân sẽ ăn cái này, chấm vô muối ớt cả nhà. Ăn. Đúng rồi. Gạch của nó béo quá chừng béo luôn cả nhà. Ngon nha. Ai mà thích ăn thịt nhiều á, vỏ mỏng á thì mình sẽ mua tôm sú hoặc là tôm thẻ ra cả nhà. Tự nhiên Hân thích ăn cái tôm này ghê á. Tại vì ở bên nước ngoài cả nhà Hân không có mua được con tôm tươi, mà Hân toàn là mua con tôm đông đá á, mà giống vậy nè cả nhà. Hân mua khoảng tầm 10 con mà 28 đô cả nhà. Họ tính ra là 28 đô là gần 30 đô là 700 ngàn cả nhà. Mà nó không có ngon. Tôm đông đá rồi á, nấu lên nó không có ngọt nữa cả nhà. Về đây có dịp mình ăn cái con tôm này á, nó ngon hơn cả nhà, có con tôm tươi ngon hơn nè. Đây Hân ngoài cả nhà nha, gạch của nó là cả nhà, con tôm ú ụ luôn nè. Đây Hân chấm vô muối ớt nha cả nhà. Mời cả nhà. Nó béo. Cả nhà xem nè, cái gạch của nó đỏ tươi, béo dữ lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn nha. Xuất sắc cả nhà ơi. Mình nướng mà cái nồi chiên không dầu á thì nó sẽ không có thơm, mà mình nướng lửa than, nướng lửa than thì thơm bát ngát luôn cả nhà. Nhưng mà nướng như vậy á, ưu điểm của nó là ăn tôm nó không có bị khét cả nhà, và khuyết điểm của nó là nó không thơm bằng thôi, nhưng mà nó vẫn ngon nha. Đây chấm vào muối ớt nè cả nhà. Rồi Hân mời cả nhà nha. Thịt dẻ ghê luôn á, ngon. Ở trong đây nó có gạch nữa nè cả nhà, gạch ở trong đây béo lắm nha cả nhà. Nè, cả nhà xem nè, cái thịt ở trong đây béo lắm. Mà xem mở nó ra ăn gạch của nó bên trong nha cả nhà. Con ăn cái gì không cũng thích gạch hết á. Gạch béo thiệt cả nhà ơi. Bên ngoài trời mưa cả nhà, mới vừa tạnh luôn á, cho nên nước mưa nó nhiễu lên mái nhà nghe đợp đợp. Nhưng mà có ồn quá cả nhà thông cảm chút hơn nha. Bây giờ Hân mời cả nhà ăn thêm một con nữa là cả nhà ơi. Đây mình nhắc cái đầu nó ra luôn đi cả nhà, cái đầu nó bự lắm cả nhà ơi, nó có chỉ có miếng gạch thôi à. Nếu ai thích ăn gạch á thì ăn con tôm này cũng ngon nha, tại gạch nó nhiều quá, mà cái thịt nó thì ít hơn, cái vỏ nó dày quá cả nhà. Đây cả nhà ơi, con tôm gạch đó ăn, ăn dính dính miệng của mình luôn cả nhà. Giờ Hân mời cả nhà ăn nữa nha. Một ký mười mấy con à cả nhà, con bự á. Nhưng mà ăn tôm này cả nhà, mua con tôm bự mới ngon nha. Con tôm nhỏ lột ra vỏ mà, cái vỏ nó cứng ngắc không lột thì không ăn được. Con tôm này kho tàu là bao ngon cả nhà. Ở đây thì á, ăn con tôm này cũng bình thường thôi cả nhà, tại vì nó không có quá mắc á, mình cũng ăn được á. Nhưng mà ở nước ngoài á, thì mình không có mua được con tôm tươi á, cho nên về đây thấy con tôm này thấy ham á cả nhà. Gạch. Gạch béo ngậy cả nhà ơi. Ngon. Quá xuất sắc luôn. Thèm. Về đây thèm đủ thứ cả nhà. Cái món mà mình chia mình không ăn được á, về đây mình mua mình ăn, tranh thủ ăn. Khi mà Hân về bên kia Hân cũng không có mua tôm tép gì đem qua cả nhà. Nhiều khi đi qua hải quan á, nó khó khăn mắc công mình đem đồ ăn, cái làm khó làm dễ mắc công nữa. Nên Hân sẽ mang một ít khô thôi. Còn đồ tươi á thì Hân không có mua. Tại khi mình mua xong mình đem mình đi đông đá thì cũng đâu khác gì mình mua đông đá bên kia đâu, nhưng thôi khỏi nha. Ăn cái đầu nó béo ghê chứ nhỉ. Ngon lắm nha cả nhà. 4 con.
ăn ba con rồi đó cả nhà. Đây nè, cái này trong đây có gạch nè, chấm. Cái chân này á, trong đây cũng có thịt đó cả nhà, nhưng mà mình phải ăn, mình phải lấy kéo mình cắt đó cả nhà mới được nha. Đây không mời cả nhà ăn con nữa nha. Đây cả nhà ơi, gạch bún nó đỏ lơ tươi rồi nè, hấp dẫn quá. Đây cái này mình chấm vô nha cả nhà, chấm ăn gì luôn nè, béo quá béo. Ai mà dị ứng với gạch thì đừng ăn nha cả nhà. Nhiều khi một là bị nhức đầu, hai là bị tiêu chảy nữa, nhưng không sao, thân ăn cái này cũng quen. Chứ mấy nay về quen bụng rồi, hết bị đào tháo ruột rồi cả nhà. Ngon quá, thịt nó ngọt ghê cả nhà. Rồi không mới đây, đây mà cả nhà con tôm này nữa nha. Ăn cái này hồi nó ngán cả nhà ơi, nó không phải no mà nó ngán á. Bốn con à, ngay chấm muối ớt nha, xuất sắc. Thịt ngọt, chỉ có mỗi tội là vỏ như vậy thôi à, nhưng mà thịt rất là dẻ hắc nghe cả nhà, ngọt nữa. Ngon, rớt ở đây miếng thịt này cả nhà, chấm ngon quá cả nhà ơi. Hơi ngán rồi cả nhà, thì video ăn tôm nướng của Hân đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà luôn đồng hành và theo dõi video của Hân nha. Nếu yêu mến kênh của Hân thì có thể bấm cho Hân một like đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video clip tiếp theo của Hân nha cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.